Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, từ ngày 20 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Nam Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường. Theo cơ quan này, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa sẽ tiếp tục xuống sâu hơn ở phía Nam. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ bắt đầu cảm nhận được đợt không khí lạnh tăng cường. Cơ quan khí tượng nhận định, đây có khả năng là đợt ảnh hưởng mạnh nhất của không khí lạnh đến thời tiết khu vực phía Nam từ đầu mùa gió Đông Bắc. Ngoài ra, trong những ngày giữa tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh có thể có mưa. Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.